Xin chào các bạn đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Java Ferrosi, một dòng xe đạp thương hiệu rất là nổi tiếng của Ý. Xe thì được trang bị bộ chuyển động Shimano 105 và toàn bộ xe là phụ tùng là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng nguyên zin, lốp sơn nguyên bản. Tất cả khung trên của chiếc xe là khung người càng carbon, lốp sơn rất là đẹp, thương hiệu Java, thương hiệu Ý, rất là quen thuộc với các bác chơi xe lâu năm. Đây, cái thương hiệu này, thương hiệu rất là tốt, nước sơn carbon trần rất là đẹp, size 46, xe size 46. Thì lát nữa em sẽ vào đo size cụ thể chiếc xe sau. Bây giờ thì đi vào phần chuyển động. Chiếc xe được trang bị bộ chuyển động Shimano 105, với đây là 11 tầng líp và đây này là 2 tầng đĩa. Nó sẽ có 22 tốc độ khác nhau. Đẹp 105, đùi trục rỗng của DK. Như các bác có tìm hiểu về xe đạp thì DK là một loại, một dòng phụ tùng sản xuất riêng cho dòng xe Java. Cặp vành cũng DK luôn, vành 3 mảnh. Vành cao bản, DK rất là đẹp. Mày đi vòng cuối lộ. Phanh 3 mảnh Techo, cốt yên cũng được làm từ carbon luôn. Thế là phần ghi đông của chiếc xe. Thì chiếc xe được trang bị ở đây là tay lắc là 105 và bộ ghi đông carbon, full carbon. Dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 46 cm. Thì xe có cái size nó tương đối là nhỏ, phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m60, 59-60 đến khoảng 1m70 đi là phù hợp. Đi 11 tầng lít và 2 đĩa cho 22 tốc độ khác nhau, chuyển động rất là mượt mà, lên xuống nhẹ nhàng. Thì chiếc xe đang được bán với em mức giá chỉ có là 16.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.